Nghệ nhân Hà Thị Cầu, báu vật dân gian, biểu tượng của nghệ thuật hát sẩm. Sẩm là loại hình nghệ thuật phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Và khi nhắc đến hát sẩm, người ta sẽ nhớ đến nghệ nhân Hà Thị Cầu, báu vật dân gian, biểu tượng của nghệ thuật hát sẩm Việt Nam. Cuộc đời khốn khó, lang bạc muôn nơi cùng những đắng cay bất hạnh đã hình thành nên một giọng sẩm Hà Thị Cầu có một không hai. Một giọng sẩm đã trở thành thương hiệu trong lòng những người yêu nghệ thuật dân gian. Khổ nhọc từ lúc lọt lòng. Nghệ nhân hát sẩm Hà Thị Cầu tên thật là Hà Thị Năm. Cầu là tên của cậu con trai cả. Đây là cách gọi của người dân ở vùng Yên Mô, Ninh Bình. Theo một số tài liệu, bà sinh năm 1917. Tuy nhiên, con gái bà khẳng định mẹ mình sinh năm 1928 tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Cha mẹ của nghệ nhân Hà Thị Cầu đều là những người hát sẩm bị khiếm thị. Thực ra, nghề hát sẩm bắt đầu từ thời bà ngoại của bà, một ca nhân nức tiếng vùng Ý Yên hồi đầu thế kỷ 20. Ngày ấy, sẩm rất thịnh hành, được coi là một nghề và có mặt trong hầu hết các sinh hoạt cộng đồng, từ chốn đình chùa đến nơi kẻ chợ. Từ khi còn ẵm ngửa, nghệ nhân Hà Thị Cầu đã được bà bế đi khắp hang cùng ngõ hẻm của vùng đất chiêm trũng Nam Định. 5 tuổi, bà đã biết cầm chiếc thau đồng đi xin từng đồng tiền lẻ trong khi cha mẹ đang hát. Chính những ngày tháng ấy đã hình thành nên tình yêu cháy bỏng với nghệ thuật hát sẩm trong bà. 10 tuổi, khi cô bé Hà Thị Năm đã biết đủ mọi ngón nghề của một sẩm ca, cũng là lúc người bà và người cha lần lượt qua đời. Bà mẹ mù loà dắt díu cô con gái nhỏ sang thôn Quảng Phúc, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, Ninh Bình, làm người hành khất hát rong. Định cư tại đó, hai mẹ con nương nhờ học hát tại nhà ông trùm sẩm Chánh Trương Mậu, ông Nguyễn Văn Mậu, khi đó là trưởng gánh của 6 gánh hát ở Ninh Bình. Từ năm 11 tuổi, nghệ nhân Hà Thị Cầu đã học cách uống rượu cầm hơi và về sau, nó đã trở thành thói quen cả đời bà. Lận đận đến cuối đời. 16 tuổi, nghệ nhân Hà Thị Cầu gật đầu làm vợ lẽ ông trùm sẩm Nguyễn Văn Mậu đã 49 tuổi. Năm 1954, sau kháng chiến, cuộc sống bắt đầu khó khăn, sinh con đầu lòng được vài ngày. Bà phải gửi con để ra chợ hát kiếm cơm, ai gọi đâu hát đó. Cứ thế, vợ chồng bồng bế con thơ lặn lội khắp các tỉnh thành bằng nghề hát sẩm. Trong ký ức của bà, ông chồng nhiều tuổi ấy vốn là một người rất tốt, nhưng phải tội hay ghen. Trên khắp các ngã đường mưu sinh, bà lần lượt sinh 7 đứa con. 4 trong 7 người đã ra đi vì bệnh đậu mùa. Đến năm bà được 33 tuổi, ông Mậu cũng qua đời. Bà lâm vào cảnh trắng tay vì trước đó cơ nghiệp đã bán hết, dùng tiền mua thuốc thang cho chồng. Khó khăn túng quẫn, mấy mẹ con dắt díu về quê tá túc và vẫn nhất quyết giữ lấy cái nghiệp gia truyền. Nghĩ đến tương lai, nghệ nhân Hà Thị Cầu đành dứt ruột cho đi người con gái út. Bà ở vậy nuôi 2 người con còn lại là Nguyễn Văn Cầu, con trai thứ 5, cũng xem là con trưởng, và Nguyễn Thị Mận, con gái thứ 6. Sau này, người con út đã tìm về với mẹ. Cho đến cuối đời, bà sống với vợ chồng cô con gái tại Yên Mô, Ninh Bình, gia cảnh vẫn rất khó khăn. Cuối những năm 1980, nhà bà mới được chính phủ cấp ruộng. Đến năm 1992 thì xây được một căn nhà. Giọng ca sẩm có một không hai. Những khó nhọc, lận đận đã làm nên một giọng sẩm Hà Thị Cầu độc nhất vô nhị. Bà không biết chữ nhưng có khả năng ứng khẩu, kéo nhị, sáng tác những bài sẩm độc đáo với giọng điệu có đủ mọi cung bậc, hỉ, nộ, ái, ố. Với nhiều người, giọng sẩm của bà có chất hoang dã, phóng khoáng mà không phải nghệ sĩ được đào tạo chính quy nào cũng tìm lại được. Chưa kể, hát sẩm phải kèm với nhị, bầu, trống phách mới ra chất. Nghệ nhân Hà Thị Cầu có biệt tài thực hiện cùng lúc các động tác, miệng hát, chân phách, một tay gõ sên, tay kia gõ một lúc 2 trống mảnh. Có người cho rằng, khi nghe nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu hát sẩm, dường như không phải là bà hát, mà là nghệ thuật hát sẩm mượn bà để hát lên tiếng hát của chính mình. Quả thật, khi tận mắt chứng kiến bà vừa ăn trầu, vừa kéo nhị, vừa hát, nhiều nghệ sĩ bậc thầy của nghệ thuật ca hát dân gian đã thành tâm bái phục. Không chỉ là nghệ thuật hát sẩm thuần túy, nghệ nhân Hà Thị Cầu còn có thể thể hiện được nhiều bộ môn ca hát truyền thống như chèo, cải lương, dân ca đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là ca trù. Cố giáo sư Trần Văn Khê, trong một lần gặp gỡ vào năm 1987, đã vô cùng thán phục tài nghệ của bà.
Trong hồi ký của mình, ông viết: "Cuộc gặp gỡ với cụ tuy ngắn ngủi, 2 tiếng đồng hồ, nhưng đã cho tôi thấy một nghệ thuật có chiều sâu, bài bản rất phong phú. Nội dung không chỉ là tình hiếu thảo, tình mẫu tử, tình phu thê, kể cả tình đôi lứa, mà còn rất nhiều bài hát mới." Năm 1978, sau ngày Việt Nam thống nhất, nghệ nhân Hà Thị Cầu viết bài Sẫm theo đảng trọn đời. Sau đó, bà tham dự nhiều hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc, đoạt được nhiều huy chương vàng và những giải thưởng khác. Đặc biệt, với bài theo đảng trọn đời, bà đã được tặng thưởng huy chương vàng tại hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 1979. Năm 1981-1982, nghệ nhân Hà Thị Cầu được Nhạc viện Hà Nội mời tham gia phụ trách chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 5. Bà được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1991 và nhận giải thưởng đặc biệt trong liên hoan các trích đoạn tuồng chèo hay toàn quốc năm 1993. Tháng 9 năm 1996, bà có chuyến lưu diễn ở Trung Quốc. Năm 1997, nghệ nhân Hà Thị Cầu được Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam mời về Hà Nội thu âm CD hát Sẫm. Sau đó, bà liên tiếp nhận được bằng khen và giải thưởng, như bằng khen của Đài Tiếng Nói Việt Nam năm 1998, giải đặc biệt nghệ nhân hát chèo tỉnh Ninh Bình trong liên hoan trích đoạn tuồng chèo hay toàn quốc, huy chương vàng hội thi giọng hát hay những ca khúc về Ninh Bình lần thứ nhất năm 1999, giải đặc biệt trong liên hoan giọng hát hay dân ca các dân tộc trên sóng phát thanh toàn quốc. Nghệ nhân Hà Thị Cầu được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tổ chức trao tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian vào ngày 25 tháng 12 năm 2004. Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam cũng tri ân bà. Năm 2008, nghệ nhân Hà Thị Cầu nhận được giải thưởng Đào Tấn, giải thưởng dành cho những người có đóng góp trong việc gìn giữ vốn quý nghệ thuật dân tộc. Sự ra đi làm dậy sóng công cuộc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Trưa ngày 3 tháng 3 năm 2013, đạo diễn Lương Đình Dũng, người kiên trì trong 4 năm ròng để làm cho được bộ phim tài liệu Sẫm Đỏ về cuộc đời của nghệ nhân Hà Thị Cầu, thông báo bà đã qua đời. Chị Nguyễn Thị Mận, con gái bà cho hay, sau trận ốm hồi trước Tết, tỉnh dậy bà đã nhờ chị viết một bản di chúc dài tới 4 trang giấy, kể những câu chuyện về cuộc đời hát sẫm của mình. Nghệ nhân có một mong muốn là đám tang phải có một đội múa sinh tiền, điệu múa cổ truyền ở các làng quê Bắc Bộ. Tham gia lễ viếng nghệ nhân Hà Thị Cầu tại căn nhà nhỏ nằm ven đường, có cả Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Cục Di sản, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, Nhà hát chèo Hà Nội, Nhà hát chèo Ninh Bình, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu, Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam, Viện Âm nhạc cùng nhiều nghệ sĩ. Đặc biệt, nhiều thế hệ học trò của nghệ nhân Hà Thị Cầu cũng có mặt. Sự ra đi của nghệ nhân Hà Thị Cầu là một tổn thất rất lớn cho nền nghệ thuật nước nhà. Đồng thời, việc nghệ nhân dân gian hát sẫm cuối cùng của thế kỷ 20 ra đi cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo tới tất cả những lớp hậu bối về sự mai một của rất nhiều bộ môn nghệ thuật khác trong dòng chảy văn hóa Việt Nam, chứ không riêng gì sẫm. Ngay lập tức, câu chuyện bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống đã được đem ra phân tích mổ xẻ. Kết quả không phụ lòng mong đợi khi nhiều bộ môn nghệ thuật của nước ta đã vươn tầm thế giới. Từ ngày nghệ nhân Hà Thị Cầu ra đi đến nay, tổng cộng đã có thêm 6 cái tên được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, bao gồm đơn ca tài tử Nam Bộ công nhận năm 2013, dân ca ví dặm nghệ tỉnh năm 2014, nghi lễ kéo co năm 2015, tín ngưỡng thờ mẫu năm 2016, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ năm 2017, thực hành then của người Tày Nùng và Thái năm 2019. Riêng với bộ môn sẫm, đội ngũ những người có thể trình diễn bộ môn này ngày càng thưa thớt và hiếm hoi. Bên cạnh đó, hát sẫm lại thường được dạy qua con đường truyền miệng, đồng thời có những quy định nghiêm ngặt đối với người theo học, đòi hỏi nhiều thời gian công sức. Chính vì vậy, nguy cơ thất truyền loại hình nghệ thuật hát sẫm là rất dễ xảy ra nếu những người làm công tác quản lý văn hóa không bảo tồn, gìn giữ và phát triển. Ninh Bình đã có những động thái tích cực trong việc thực hiện đề án khôi phục, bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát sẫm, với mục tiêu sưu tầm, biên soạn, truyền dạy và phổ biến các bài hát sẫm theo các làn điệu cổ truyền như trống quân, thập sầu, sa mạc, hành vân, ca nam, dàn dựng chương trình hát sẫm, bảo tồn phát triển nghệ thuật hát sẫm thông qua các hoạt động biểu diễn và phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Con gái ruột của nghệ nhân Hà Thị Cầu là bà Nguyễn Thị Mận cũng đã lập nên chiếu sẫm mang tên người mẹ của mình để tưởng nhớ mẹ, đồng thời duy trì, phát triển sẫm cổ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng.
Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.